Và bây giờ là câu hỏi của vòng 3. Nếu không phải là con của cha mẹ thì con sẽ là nhân vật hoạt hình nào? Và bây giờ 3 phút bắt đầu. Doraemon, Doraemon, lên. À. Barbie sắc. Không, không đúng. Bạch túi. Không, nhân vật này có 3 chữ, tóc đỏ. Nàng tiên cá. Chính xác, lên. Nhân vật này có 3 chữ. Quả táo ăn đi. Không thấy cho bạch túi. Còn một từ khác để diễn tả cái người đó. Một người không phải là mẹ. À mẹ cớ, mẹ cớ. Bỏ qua. Thôi cái con này khó lắm. Bỏ qua. Úi dồi ôi. Bỏ qua tiếp. Nhân vật hoạt hình 2 chữ. Nhân vật này có màu hồng. Con heo. Heo gì? Heo biết bà. Phạm Quy. Bé vừa trả lời đúng rồi. Ừ, chết trời. Rồi. Hai nhân vật hoạt hình hay. Đuổi bắt. Tom Jerry. Yeah. Đeo mặt nạ. Hai chữ. Người dơi. Yeah, đúng rồi. Nhân vật này có cái thảm, có cái đèn thần. Hoa phụ cùng em. Nào có cái thảm, ngồi trên cái thảm rồi bay. Bỏ qua. À đây, cái người này dễ. Người nhện. Chính xác, lên. Chị thư táo xem. Con cảm ơn mẹ. Bảy chú lùn. À, phù thủy. Không, phù thủy mẹ ghẻ. Nhân vật này là người ăn quả táo cơ mà. Bạch túi. Đúng chính rồi. Xác lên. À ok này con. Nhìn. Chú đánh rơi cái dây này. Một nhân vật nữ cố được đi trên một cái xe ngựa rất là đẹp. Lo lem. Chính xác. Yeah. Yeah. Nghe nhân vật hoạt hình. Nhân vật hoạt hình này. Thỏ. Chuột với cây. Yeah, đúng rồi. À đây. Giật điện. Nhân vật này màu vàng, giật điện có cái đuôi. Pikachu. Yeah. Sắp hết thời gian rồi. 10, 9,